người còn nhớ năm 2009, Công an Hà Giang đã phanh phui ra đường dây bán dâm học đường cực lớn do hiệu trưởng Sầm Đức Sương cầm đầu, bắt nguồn từ hình ảnh thoát y của Chủ tịch Hà Giang Nguyễn Trường Tô trong chiếc điện thoại. Ông Sương đã dùng quyền lực của mình để đe dọa, lôi kéo và dụ dỗ các nữ sinh nghèo, từ đó nhiều lần quan hệ tình dục với nhiều nữ sinh, trong đó có em chỉ mới 13 tuổi. Sau đó biến các em nhỏ thành gái mại dâm chuyên nghiệp, dành để phục vụ cho các cuộc ăn chơi thác loạn của các quan chức đầu ngành tỉnh là Chủ tịch Nguyễn Trường Tô và 16 vị lãnh đạo các sở ban ngành với giá bán trinh là 3 triệu đồng và mỗi lần đi khách là 500 ngàn. Vụ án đã làm chấn động dư luận và cuối cùng tỉnh Hà Giang thí chốt là Sầm Đức Sương lãnh án 9 năm tù. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Trường Tô và 16 lãnh đạo đầu ngành đã thoát án một cách ngoạn mục bằng sự bao che của ngành giáo dục, cơ quan điều tra và tòa án tỉnh Hà Giang. Nhiều quan chức thoát án đã tiếp tục làm việc và thăng tiến trong sự nghiệp của mình, để lại phía sau lưng 9 nữ sinh hàng ngày cố gắng sống sót với búa rìu dư luận và sự kỳ thị ghẻ lạnh của cộng đồng. Với vết nhơ này không thể nào gột rửa và họ phải mang theo mình cho đến khi nhắm mắt. Ngành giáo dục tỉnh Hà Giang đã nát bét từ dạo ấy. Các quan chức ngành giáo dục và lãnh đạo đầu ngành đã không phải chịu trách nhiệm gì về những tội ác mà họ gây ra. Chính vì lẽ đó, cái xấu, cái ác, mầm mống tham nhũng và vi phạm pháp luật đã phát tán một cách dữ dội. Ngày 27 tháng 6 là ngày đánh dấu ung nhọt suy đồi của ngành giáo dục vỡ ra bằng việc Vũ Trọng Lương, phó phòng khảo thí, đã sửa điểm và nâng điểm thi một cách trắng trợn cho 114 thí sinh là con em của các lãnh đạo đầu ngành, trong đó có con của Bí thư Triệu Tài Vinh. Có lẽ việc này đã xảy ra trong một thời gian dài mà không ai hay biết, cho đến khi chính học sinh cùng lớp của những học trò sốt nát này đưa lên trên Facebook. Mọi việc chắc chắn sẽ không dừng lại tại đó, khi mà số điểm của những thí sinh vùng sâu vùng xa như Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Bạc Liêu đều vượt trội một cách kỳ lạ. Hơn cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là có thầy cô giỏi và cả cơ sở hạ tầng giáo dục tốt nhất. Năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia Hang Chuan Narong đã từng đứng ra làm chủ tịch Hội đồng Khảo thí Quốc gia với khẩu hiệu là không gian lận. Kết quả năm học đó, học sinh chỉ đỗ tốt nghiệp 26%, trong khi năm 2013 tỷ lệ đỗ là 87%. Thủ tướng Hun Sen đã nhìn thấy sự thối nát trong ngành giáo dục, nên chính ông và Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã mạnh tay cải cách nền giáo dục và từ đó giáo dục Campuchia đã phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, Bộ trưởng Nhạ thì lặng mất tăm. Cho đến khi có công văn khẩn của Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Bộ Giáo dục và đề nghị công an vào cuộc. Rõ ràng, ngành giáo dục đã nát từ rất lâu. Nếu như chính phủ làm thẳng tay, thanh tra lại toàn bộ, thì kỳ thi này chắc chắn sẽ có nhiều quan chức giáo dục của nhiều tỉnh sẽ phải sổ khám. Việc gian lận trong thi cử không chỉ diễn ra ở Hà Giang và nó đã lây lan trên diện rộng với các mức độ ung thư khác nhau. Nhìn vào bảng điểm của các tỉnh vùng sâu là biết ngay tỉnh nào có gian lận hay không. Cái tai hại lớn nhất của việc gian lận điểm không chỉ dừng lại ở chỗ tước đi niềm tin, cơ hội và tương lai của những thí sinh có năng lực và học lực tốt, mà nó còn làm nát cả một thế hệ con người khi mà những học sinh rốt nát con ông cháu cha này học xong quay về tỉnh để làm lãnh đạo với những kinh nghiệm gian dối và với năng lực chuyên môn tệ hại và nhận thức kém cỏi của mình, chắc chắn họ sẽ gây ra nhiều đại họa cho tỉnh nhà. Chẳng có thế lực ngoại bang phản động nào tàn phá đất nước này. Chính sự thờ ơ vô cảm, bao che trục lợi của ngành giáo dục, của chính quyền và của cả những người có liên quan đã tạo ra một thế hệ con người thiếu đạo đức, thiếu nhân cách, thiếu kiến thức và lẽ sống. Khi quyền lực không được giám sát bởi người dân, công lý không được thực thi bởi tòa án, dư luận không được phép phản biện, kẻ thù ác không bị trừng trị, thì xã hội sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cho những con người vô lương tâm, thiếu đạo đức, sẵn sàng vi phạm pháp luật và trục lợi trắng trợn trên xương máu của quê hương và đất nước mà không sợ phải lãnh hậu quả. Con quan lại được làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Điều đáng sợ nhất chưa hẳn là cái xấu, cái ác, mà chính là sự thờ ơ, sửng sưng của con người trước cái ác, cái xấu. Ước mong đất nước văn minh, dân chủ và tiến bộ ngày càng trở nên xa vời. Rơi nước mắt bức thư nữ thủ khoa chăn lợn gửi bí thư Hà Giang. Người có thực tài phải đi chạy bàn, không có việc. Kẻ được nâng điểm lại nghiễm nhiên về làm quan. Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới bí thư Triệu Tài Vinh. Bức thư chứa đầy nước mắt, ấp ủ bao hy vọng của Hà đã được gửi tới ông Vinh từ hơn một năm trước. Thật tiếc là tâm nguyện của em không thành sự thật. Thông tin về nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2, em Bùi Thị Hà, trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Hơn một năm qua, mơ ước làm cô giáo chưa thành. Hiện em ở nhà nuôi lợn.
đi chợ bán rau đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo đó, năm 2016, Bùi Thị Hà vinh dự là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, một sự kiện thường niên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Điều ít ai biết rằng dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng nữ thủ khoa Bùi Thị Hà vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh, để nói lên nguyện vọng mong muốn được cống hiến cho quê hương. Tuy nhiên, hơn một năm qua, nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa. Và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ, gieo con chữ cho trẻ em học, gieo con chữ cho trẻ em vùng cao, hàng ngày Hà phải chăn lợn, trồng rau, bán rau quả. Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà cho biết đã gửi tâm thư đến Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang sau khi được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với mong muốn được góp sức cho quê hương Hà Giang. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng bức thư do nữ thủ khoa Bùi Thị Hà gửi đến Bí thư Triệu Tài Vinh hơn một năm trước. Kính gửi chú Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang. Cháu tên là Bùi Thị Hà, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994, thường trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang. Cháu được biết chú là người lãnh đạo có tâm và đã cống hiến rất nhiều cho tỉnh Hà Giang. Hôm nay cháu mạnh dạn viết tâm thư này gửi đến chú, mong chú bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe vài lời tâm sự của cháu, một người dân trong tỉnh, một thế hệ trẻ khao khát cống hiến cho tỉnh nhà. Thưa chú, cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của xã Ngọc Đường. Bà nội cháu đã ngoài 80 tuổi, bố cháu làm phụ xây, mỗi ngày được 100.000 đồng, nhưng đó lại là trụ cột của gia đình cháu. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa không có việc, người ta không thuê bố cháu, thì cả nhà lại không có tiền để trang trải. Mẹ cháu làm nông, quanh năm với mảnh vườn nhỏ, chắt chiu từng mớ rau, đạp xe ra chợ bán. Bố mẹ cháu lại phải nuôi ba đứa con ăn học, nên cuộc sống khá chật vật. Năm 2010, bố cháu qua đời trong một tai nạn giao thông, khi đi chở nước rác người ta cho về để mẹ cháu nuôi lợn. Tai họa ấy là cú sốc lớn đối với gia đình cháu. Biết rằng ở đời, ai mà chẳng phải trải qua sinh ly tử biệt, nhưng tai họa này lại đến với gia đình cháu quá sớm. Bố cháu mất, khó khăn chồng chất khó khăn. Một mình mẹ cháu, người mẹ chỉ có 38kg và già hơn rất nhiều so với tuổi của mình, phải đương đầu với sóng gió của cuộc đời để lo cho ba chị em cháu được ăn học. Thương mẹ, cháu và chị gái nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm thuê giúp mẹ. Nhưng may mắn thay, mẹ cháu gạt đi suy nghĩ đó của chúng cháu. Mẹ nói, nếu thương mẹ thì phải học thật giỏi. Không có con đường nào giúp nhà mình thoát nghèo bằng con đường học. Dù mẹ có phải vay mượn, vất vả thế nào, mẹ cũng chịu để nuôi các con nên người. Từ đó, ba chị em cháu lao đầu vào học để hy vọng tương lai có một cuộc sống tốt hơn để báo đáp ơn mẹ. Từ năm 2012 đến 2014, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo. Vì một mình mẹ cháu phải nuôi hai con học đại học ở Hà Nội và một em trai học trung học phổ thông chuyên tỉnh. Bà nội vì tuổi già bệnh tim, gia đình không có tiền chạy chữa kịp thời nên bà đã đi theo bố cháu. Năm 2014 đến 2015, xã xóa nghèo nên gia đình cháu trở thành hộ cận nghèo. Đến năm 2016, do chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh nên gia đình được xóa nghèo. Nhưng thực tế kinh tế gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì lao động chính vẫn là mẹ cháu. Chị gái của cháu đã tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia và hiện tại vẫn chưa xin được việc. Cháu tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và là thủ khoa xuất sắc. Em trai cháu hiện đang là học viên trường sĩ quan chính trị. Thưa chú, ngay từ nhỏ, cháu đã ước mơ mình sẽ thành một cô giáo, gắn cuộc đời mình với biết bao đứa trẻ ngây thơ. Ước mơ đó luôn theo cháu trong từng hơi thở, thôi thúc cháu nỗ lực từng ngày. Năm 2012, cháu thi đỗ khoa ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cháu nhận được học bổng tiếp sức đến trường do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Báo Tuổi Trẻ trao tặng cho tân sinh viên nghèo đậu các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2015, cháu nhận được học bổng Furio của Quỹ Hỗ trợ Đào tạo Nhật Bản dành cho sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc. Tháng 3 năm 2015, cháu giành được giải nhì cuộc thi Tài năng Khoa học Trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tháng 6 năm 2016, cháu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc và nhận được giấy khen của hiệu trưởng tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào cấp khoa,
khóa học 2012-2016. Ngày 28 tháng 8 năm 2016, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, cháu vinh dự được thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi mới ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, cháu muốn được đi làm, được tận hiến cho quê hương Hà Giang. Thế nhưng cháu rất buồn chú ạ. Cháu ra trường được 3 tháng rồi mà vẫn chưa thể làm được gì. Hồ sơ của cháu đến nay vẫn ở nhà bởi không một cơ quan nào nhận. Cháu đã từng mang hồ sơ ra tận Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để nộp nhưng họ đều không nhận với lý do không có chỉ tiêu. Cháu tìm hiểu và được biết có chính sách thu hút nhân lực về làm việc tại tỉnh. Cháu vội vàng mang hồ sơ ra nộp nhưng Sở Nội vụ lại trả lời chính sách đó đã tạm dừng. Thưa chú, các cụ ta đã dạy, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cháu có đôi bàn tay, bởi vậy nếu không được làm giáo viên, cháu vẫn có thể làm các nghề khác để kiếm sống, để tồn tại. Cháu đã từng làm chạy bàn cho quán bia nhà chị họ ở Mậu Duệ, Yên Minh, từng làm phục vụ ở quán cơm Cây Bàng ở gần Sở Giáo dục. Nhưng chú ơi, bỗng dưng cháu lại cảm thấy tiếc. Cháu tiếc cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân suốt 16 năm vừa qua. Cháu tiếc cơm mẹ cháu, người mẹ đã phải nhặt từng mớ rau, bán từng vác mía, nuôi từng con lợn, chắt chiu dành dụm từng đồng, từng hào để cho con cái được bước vào đại học. Cháu tiếc tiền học phí học bổng mà nhà nước và một số đơn vị tổ chức đã bỏ ra, ủng hộ giúp đỡ cháu. Thưa chú, tỉnh ta luôn luôn động viên con em đi học, nâng cao trình độ. Tỉnh nói rằng sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho con em địa phương, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh. Nhưng chính sách đó có thật không hả chú? Hay chính sách vẫn mãi chỉ là chính sách? Chú ạ, thời gian qua, cháu đã cố gắng hết mình bởi mong muốn được đi làm, được giúp đỡ mẹ, được cống hiến cho quê hương. Phải chăng ước mơ đó là quá xa xỉ? Một ước mơ được làm việc, được cống hiến cho quê hương thôi, sao mà nó lại trở nên khó khăn đến vậy? Thưa chú, liệu rằng còn có một câu chuyện cổ tích nào đó dành cho một nàng lọ lem như cháu hay không? Hay là cuộc đời sẽ mãi mãi chỉ là thực tế của một vòng tròn cuộn quanh, cao thấp? Nhưng dù sao, cháu vẫn rất tin tưởng, kỳ vọng vẫn sẽ còn những cái tâm, cái tầm và cái đức trong cuộc đời này để cháu có thể thực hiện ước mơ, thắp lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Mong chú sẽ cho cháu một con đường, một cơ hội để trở về, để được làm việc và để sống hết mình cho quê hương Hà Giang. Cháu xin hứa nếu được làm việc tại tỉnh Hà Giang, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện đức và tài để có thể trở thành một giáo viên giỏi, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Lời cuối, cháu xin chúc chú Bí Thư sức khỏe và cảm ơn chú đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng cháu.